Rồi, chị Nguyễn mến chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay chị Nguyễn sẽ review và gửi đến cô chú anh chị mình một ngôi nhà mới vừa hoàn thiện xong luôn nha cô chú anh chị. Là một ngôi nhà mới vừa hoàn thiện xong. Nó nằm ở ngay đường gần quốc lộ 50. Ở đây thì mình di chuyển ra quốc lộ 50 là chỉ có khoảng 70m tới 100m thôi nha cô chú anh chị. Khá là gần luôn. Thì ngôi nhà của mình là thuộc về là đất đô thị ở ngay thị trấn Cần Giuộc nha cô chú anh chị. Thì ở đây mình di chuyển ra ngoài quốc lộ 50 đó là ngay thị trấn luôn. Mà mình di chuyển ra ngoài thì chỉ có 100m thôi là tới rồi. Thì đường vào nhà của mình là đường đá xanh nha cô chú anh chị. Đường đá xanh 6m. 6m thì rất là rộng rãi luôn. Ngôi nhà này rất thích hợp cho cô chú anh chị mình mua đầu tư luôn nha. Mua đầu tư hoặc là mua ở là khá là hợp lý luôn. Thì tại vì ngôi đường này nó chưa có trải nhựa nên ngôi nhà mình có một mức giá vừa phải nha. 2 tháng nữa mà nhà nước mà trải nhựa cái đường này thì ngôi nhà mình sẽ lên giá vù luôn nha cô chú anh chị. Đặc biệt ngôi nhà mình là có sân đậu ô tô nha cô chú anh chị, có sân để mình đậu ô tô luôn, khá là thoải mái luôn nha. Và ngôi nhà của mình là có một trệt lên tận 2 lầu nha, có 3 phòng ngủ và một cái sân thượng luôn. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, mình lên sân thượng mình ra nhìn ra phía sau á là một cái view sông nha, view sông Cần Giuộc rất là đẹp luôn nha, khá là mát luôn. Thì ngôi nhà của mình là có cái hướng tây nha cô chú anh chị, hướng tây chính tây luôn. Nó có diện tích là ngang 4m dài 17m nha. 4m dài 17m, có sân để mình đậu ô tô. Đó, khá là rộng rãi luôn. Và ngôi nhà mình là ở lớp ngoài đó được phủ lên một lớp màu sơn là màu trắng nha, chủ đạo là màu trắng. Nhìn ngôi nhà mình rất là sang luôn nha cô chú anh chị, nó khá là sang luôn. Có những cái điểm nhấn là màu đen á, màu đen á cô chú anh chị, giống như một cái tòa lâu đài đó, khá là nhìn vô khá là đẹp luôn. Ngôi nhà mình khá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Trước khi vào nhà đó cô chú anh chị, cái ngôi nhà thì cũng được bên chủ đầu tư á làm cho mình là hai cái trụ cột nè cô chú anh chị, hai trụ cột khá là to luôn, nhìn nó khá là vững vàng luôn nha cô chú anh chị. Thì tiếp theo nữa là một cái lớp cửa sắt bốn cánh sơn tĩnh điện nha, rất là dày dặn và chắc chắn luôn nha cô chú anh chị. Được sơn những cái mạ vàng nè. Đó, nhìn cánh cửa mình rất là sang và đẹp luôn. Thì cái nền nhà của mình á thì cũng được bên chủ đầu tư đổ cao hơn mặt đường và khá là nhiều luôn. Nên về đây mình ở cũng khá là an tâm, không sợ bị nước ngập hay vấn đề mưa đó cô chú anh chị nó động lại nha. Đó, cô chú anh chị mình cứ an tâm về vấn đề đó nha. Thì đây là cái phảnh sân để mình đậu một chiếc xe ô tô nha cô chú anh chị. Một phảnh sân khá là dài luôn. Gạch ở dưới là được lót gạch, dưới là gạch chống trơn trượt nha. Về ở cũng khá là an tâm. Thì căn nhà bên đây thì còn em chiều cũng mới bán xong nha cô chú anh chị, có hai căn mà bán hết một căn rồi. Đó, căn bên đây thì bên cái chú ở quận Bình Tân á về mua và đã sắp sửa dọn về một hai hôm nữa chú đã dọn về rồi cô chú anh chị, đã làm cái mái che nè, mái che ra lại hết ra ngoài luôn. Đó, về cô chú anh chị mình mua về có thể nhà bên đội ngũ của bên chị Nguyễn á có thể làm cho cô chú anh chị mình một cái mái che ra ngoài nha, nó khá là hợp lý luôn, che nắng che mưa. Nếu không thì mình có thể để như vậy nha cô chú anh chị, để mình có thể trồng một mớ cây kiểng ngoài này nè, cây xanh đó, đó giúp cho ngôi nhà mình nó sẽ thoải mái hơn. Thì bước vào cái mặt diện ngoài cô chú anh chị thì cũng được bên chủ đầu tư ốp lát từ dưới lên trên với một cái màu gạch rất là sang luôn, đó rất là dễ nhìn vào, rất là thoải mái luôn cô chú anh chị. Và gạch là gạch đá bóng kính nha, đá bóng kính rất là sạch sẽ luôn. Tiếp theo nữa là một cái cánh cửa sắt sơn tĩnh điện nha cô chú anh chị, sơn tĩnh điện và kính là kính cường lực nha, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Thì ngôi nhà của mình á có cái diện tích là ngang 4m dài tận 17m nha cô chú anh chị. Đó, lên với một diện tích khá là lớn luôn. Thì ngôi nhà của mình á nằm ở trên đường. Cái mặt tiền đường của mình là 6m, đường đá xanh 6m và sổ của mình là sổ Hồng Riêng nè, sổ Hồng Riêng, đất khẩu cư 100% luôn nha. Đó, thì là thuộc là về là đất đô thị nha cô chú anh chị, ở ngay thị trấn Cần Giuộc luôn. Đó, với một cái bán với một giá chỉ có khoảng 2 tỷ mốt 50 triệu thôi nha cô chú anh chị, bán đúng 2 tỷ mốt 50 triệu luôn, bán với giá khá là mềm luôn, mà sở hữu ngay một ngôi nhà ngang 4m dài tận
17m và được hai lầu nha cô chú anh chị. Hai lầu có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh luôn, và một cái sân thượng khá là mát mẻ luôn nha cô chú anh chị. Thì đây là cái phòng khách của mình khá là rộng luôn nha cô chú anh chị. Đó, thì ở dưới gạch nền á thì cũng được lót là gạch đá bóng kính 60x60 cho cô chú anh chị mình, càng lâu càng bóng luôn. Thì ở phía trên thì cũng được ốp lát cho gạch mình là lên tận 1m2 luôn nha cô chú anh chị, khá là sạch sẽ luôn. Về nhà mình có con em hay quét phá lên tường đó cô chú anh chị, về mình cũng dễ, rất là dễ lau chùi và sạch sẽ luôn nha cô chú anh chị. Ở trên á là trần thạch cao nguyên khói nha, cũng đã đi đèn thứ hai nè và đèn led thắp sáng hết ngôi nhà của mình rồi nha cô chú anh chị. Thì bên chỗ đầu tư á cô chú anh chị thì thiết kế cho mình chân cầu thang nằm ở đây, và cũng được bên chỗ đầu tư chừa cho mình ở dưới chân cầu thang là để trống nha. Về cô chú anh chị mình có thể tận dụng không gian trống này, mình làm thêm một cái tủ nữa, mình bỏ những vật dụng không cần thiết vào đây đó, giúp cho cái phòng khách và ngôi nhà mình nó sẽ gọn gàng hơn nha cô chú anh chị. Ngôi nhà này cô chú anh chị rất là thích hợp cho cô chú anh chị mình mua để đầu tư luôn á, tại cái mặt tiền đường trước nhà mình á chỉ là mặt tiền đường đá xanh thôi, nhưng mà cái lậu của nó tới 6m lận nha, xe hơi xe tải xe tăng mình có thể chạy và di chuyển đậu vào trong sân nhà mình luôn, khá là hợp lý luôn. Mà đoán với mức giá chỉ có 2 tỷ 150 triệu thôi, theo chị Nguyễn á thấy cái ngôi nhà này rất thích hợp cho cô chú anh chị mình mua để đầu tư xin lời luôn nha. Đó. Và kế tiếp nữa là không gian bếp nha cô chú anh chị. Không gian bếp thì cũng khá là thoải mái và rộng rãi luôn, rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị ơi. Đó, thì cũng được ở dưới nền á thì cũng được bên chủ đầu tư ốp lát gạch 60x60 thì cũng đã đi gạch này dán tường á cô chú anh chị, đi hết khắp nhà của mình rồi. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Đặc biệt cái không gian nhà bếp của mình đó cô chú anh chị thì có một cái view cửa sổ đây nè cô chú anh chị, khá là thoải mái luôn. Đó, đặc biệt luôn, mở ra lấy gió từ ngoài vào rất là mát luôn cô chú anh chị, khá là mát luôn. Đó, khi mình nấu nướng á, mình nấu nướng thì mình mở cửa sổ ra thì cho gió lùa vào, nó hút gió những cái khối mà để mùi dầu mùi của nấu nướng á có thể nó hút ra ngoài. Đó, gió lùa vào nó sẽ thoải mái hơn, giúp cho mình thoải mái hơn nha cô chú anh chị. Đó, thì đây thì cái không gian bếp á cô chú anh chị thì cũng được lót là đá hoa cương. Đá hoa cương là đá đen nha cô chú anh chị. Đó, rất là dày dặn luôn, và cũng đã chừa cho mình một cái lỗ để mình ga lên nè cô chú anh chị, khá là tiện lợi luôn. Đó, thì ở trên đây thì cũng được ốp lát nè, về mình nấu nướng lau chùi có văn dầu mỡ á, mình cũng rất là dễ lau chùi và sử dụng luôn. Thì tặng được tủ trên và tủ dưới nha, tủ trên là tủ kiến nha cô chú anh chị, tủ mê ca và tủ kiến nhìn rất là sang luôn nha cô chú anh chị, và cũng có được tủ dưới luôn. Đó, và ngôi nhà của mình thì mình đi các quận huyện như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình đâu cô chú anh chị, mình di chuyển mất đúng 25 đến 30 phút thôi nha, khá là thuận tiện luôn. Đường trước nhà này đường xe hơi và xe tăng mình có thể chạy vô tới nhà luôn. Đây là không gian nhà vệ sinh, thì không gian nhà vệ sinh thì cũng khá là đầy đủ tiện nghi nha cô chú anh chị, cũng rồi tắm nè, rồi bồn cầu, bồn rửa mặt nó cũng được ốp lát đặt lên trên. Cửa thì là cửa nhôm nha, cửa nhôm và kính cường lực nha cô chú và anh chị. Và chị Nguyễn mời cô chú anh chị mình theo chân chị Nguyễn nha, mình đi lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha cô chú anh chị. Cái chân cầu thang của cô chú anh chị thì cũng là được tay vịn bằng gỗ nha, gỗ căm xe, và kính là kính cường lực nha cô chú anh chị. Cái bậc thì mình bước lên cầu thang á đi khá là nhẹ nhàng luôn á cô chú anh chị, đi khá là đỡ mỗi chân luôn, khá là thấp và mình đi rất là thoải mái nha. Thì ở đây là cái đầu một của gia đình mình đó, đây là cái phòng đầu tiên. Cái phòng đầu tiên này cũng khá là rộng luôn á cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình về á, mình có thể tha hồ mình mua giường nè, mua tủ nè, quần áo hay là bàn trang điểm rồi đó cô chú anh chị, mình cho chị phụ nữ á trang điểm là cũng còn khá là rộng luôn nha cô chú anh chị. Đó, cái phòng mình có cái view cửa sổ này khá là mát luôn nha cô chú anh chị. Thì cửa của mình á là cửa nhôm sơn pha nha cô chú anh chị, cửa nhôm sơn pha và kính là kính cường lực nha, kính mờ nhìn rất là sang trọng luôn. Và kế tiếp nữa là một cái không gian nhà vệ sinh, một nhà vệ sinh thì ở trên đây cũng đầy đủ tiện nghi nha cô chú anh chị. Nó cũng là bồn cầu và giờ tắm nè, giờ xịt nó cũng ốp lát lên tặng lên trên cao, gạch ở dưới là gạch chống trơn trượt nha. Nó có một cái bồn rửa mặt ở ngoài này, khá là thuận tiện luôn cho cô chú anh chị mình luôn. Đây là văn phòng thứ hai nha cô chú anh chị. Văn phòng thứ hai này thì mình được có một cái view ở ngoài khá là thoải mái và khá là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Còn thứ hai này rất là rộng rãi luôn đó, về cô chú anh chị mình có thể làm cái phòng này để làm phòng ngủ nha. Còn để tha hồ mình để những tủ nè, quần áo đâu cũng để vô cũng cần, khá là rộng luôn cô chú anh chị. Thì giờ chị Nguyễn mời cô chú anh chị mình ra ban công nha, để mình khám phá không gian ngoài. Ở ngoài này nè cô chú anh chị, rất là nhìn ra ngoài cái view rất là đẹp luôn, nó rất là thoải mái luôn nha. Thì cái nhà của mình thì ở đây là thuộc thị trấn, thì đường trước nhà là đường đá xanh 6m nha cô chú anh chị. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc và san sát nhau rồi cô chú anh chị. Thì cái nhà của mình là diện tích là ngang 4m, dài tận 17m luôn, được thiết kế là một trệt lên tận 2 lầu.
bán với mức giá chỉ có 2 tỷ 150 triệu, cô chú chị đúng 2 tỷ 150 triệu luôn đó. Và đây là đường lên trên cờ lên trên. Giờ chị Nguyễn mời cô chú anh chị mình là có cái hướng tây cô chú anh chị, hướng tây đó, rất thích hợp cho cô chú anh chị nào đang cần tìm nhà hướng tây để mà mình sinh sống nha. Thì đây là cái văn phòng ở tầng lầu 2, cái phòng này khá là rộng rãi luôn nha cô chú anh chị, vẫn là có một cái view ở ngoài khá là mát luôn đó. Chiều mình làm về mình mệt á, ra đây mình đứng hóng gió và mình nhìn phong cảnh xung quanh đó cô chú anh chị đó, nhìn khá là thoải mái luôn. Ở đây nhà của mình là thuộc thì đất đô thị và thuộc về thị trấn Cần Giuộc nha cô chú anh chị đó, khá là hợp lý luôn. Nhà mình thì có sân đậu ô tô nè, và có cái diện tích là ngang 4m, dài tặng 17m luôn, khá là thoải mái đó. Về mình ở đây cũng khá là yên tĩnh đó cô chú anh chị. Và ngôi nhà của mình á, đặc biệt ngôi nhà mình có cái sân thượng ngoài sau này nè cô chú anh chị, khá là mát luôn nha đó. Về đây mình ở á, thì mình ra ngoài này á, về ở ra ngoài này á, dắt chiều á, mình làm cái khung sắt giống bên đây vậy nè cô chú anh chị đó, giống như bên đây nè. Về mình có thể làm tôn sáng nha, làm tôn sáng đó, giúp cho cái nhà mình nó sẽ sáng hơn, hoặc là mình để chống vậy đó. Về mình có thể dắt chiều mình ra đây ngồi ngắm cảnh nha, ngắm cảnh khá là thoải mái luôn. Dân cư ở đây thì quá trời đông luôn đó, đường san sát sát nhau. Đứng ở đây là mình thấy cái ủy ban Hưng Long, ủy ban xã Cần Giuộc chứ, ủy ban Cần Giuộc ở đó đó nghe cô chú anh chị đó. Nhìn xa xa là ủy ban nha đó, mình ra ngoài đó là sát bên luôn rồi, đó là quốc lộ của chú anh chị. Ra ngoài đó tầm khoảng 70 đến 100m thì ra ngoài đó rồi, ra ngoài đó là chắc chiều á, thì ngay thị trấn mà chắc chiều cô chú anh chị, người ta bán đồ ăn thức uống nè, quán nhậu rồi khu vui chơi giải trí đồ khá là nhiều luôn cô chú anh chị, khá là thoải mái luôn. Về giữ là mình đầy đủ luôn, khu vui chơi nè, công viên trẻ em rồi công viên nè, và mình đi những quán xá mà như là quán ốc hay là những quán mà để mình ăn nhậu giải trí ban đêm đó cô chú anh chị, thì có đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà của mình nó có diện tích là ngang 4m, dài tặng 17m luôn, có sân trước để đậu ô tô nha. Ở trên này có một cái sân thượng quá là thoải mái luôn nha cô chú anh chị, mình đứng đây thì mình thấy cái view sông luôn, khá là mát luôn. View sông sông Cần Giuộc rất là lớn luôn nha. Chiều về mình có thể ra ngoài đó mình câu cá giải trí luôn, cũng rất là thoải mái luôn á cô chú anh chị. Giờ chiều Nguyễn mời cô chú anh chị mình tiến xuống dưới phía dưới để chiều nói sơ lại cái vị trí của nhà mình nha. Và ngôi nhà của mình á thì nằm ở vị trí là ở ngay thị trấn Cần Giuộc nha cô chú anh chị. Đất nhà mình là đất đô thị nha. Nó có diện tích là ngang 4m, dài tặng 17m luôn. Nhà của mình là nằm ở con đường là đường đá xanh 6m nha cô chú anh chị. Đó, có sân nhà mình được có sân để đậu ô tô luôn. Một cái nhà của mình là ngay có trên thân thượng, có cái view sông khá là thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Thì ngôi nhà của mình được bên chị Nguyễn kêu bán với mức giá đúng 2 tỷ 150 triệu nha cô chú anh chị. Đúng 2 tỷ 150 triệu thôi là cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay một ngôi nhà với diện tích là ngang 4m, dài tặng 17m luôn. Trời ơi, với thiết kế là một trệt 2 lầu và nó có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh nha, có một cái sân thượng phía trên. Thì cô chú anh chị mình đã xem đến đây rồi thì nhớ đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà này thì liên hệ ngay cho chị Nguyễn nha, để chị Nguyễn có thể hướng dẫn cô chú anh chị mình chi tiết hơn về vị trí ngôi nhà này đó. Thì xem đến đây rồi cô chú anh chị mình đừng quên là bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến cô chú anh chị mình nha. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video lần sau nha.